Anh Bảo Vệ Vlog xin chào cả nhà thân yêu nhé. Nay mình chia sẻ cả nhà xuống mình thay chậu cho cây mai này cả nhà. Đây nó ra được chùm bông bói nữa. Này mai này chỉ có 5 cánh nhưng mà nó ra bông chùm nghe hả? Nụ nó ra chùm vậy đó. Chùm này cả 2 4 6 8 9 bông luôn á. Nay nó tàn hết rồi. Nó thì nó 5 cánh mà nó ra chùm không rồi cả nhà. Cây này chơi Tết được nha, nó nụ quá trời nha. Mỗi mắt lá là mỗi nút nụ nha cả nhà. Nụ gió nhanh này nhỏ xíu mà vẫn nụ nữa ha. Còn nụ nhiều lắm nha cả nhà. Chậu này hơi nhỏ ha. Giờ mình thay chậu cho em đó nha. Có bộ đế đẹp lắm nha cả nhà. Cô chú anh chị thấy bộ đế đẹp không? Cây này để Tết mình chơi qua được rồi nha cả nhà. Tết mình coi cái hoa nó đẹp thì mình để, còn không đẹp thì mình cắt mình chơi bonsai ha. Cây này chơi bonsai cũng đẹp lắm. Cây này ra thế bonsai dáng đổ là đẹp lắm á. Nó có thế làm dáng đổ ngon lắm cả nhà. Rồi mời cả nhà xem bảo vệ thay chậu cho em đó nha. Thay chậu mới đó cả nhà. Chậu này hổm mình tự làm nha cả nhà, mình mua mình mượn khuôn của cháu rồi mình đổ được đâu cũng chục cái gì đó, mình chưa có thay, mình trồng chỉ có 2-3 chậu à. Giờ mình thay cho nó. Cái khuôn chậu này là của nhựa BCS mà của thằng Trung Quốc á, nhưng mà nó dày dữ lắm, nó nặng lắm. Cái này là khoảng 25 đến 30 kg cái chậu không á. Mình nên khen cũng hơi hẹt á, còn mà vô nguyên cái chậu mai rồi chắc có lẽ là phải hai người khiêng á, tại vì cái chậu hồi xưa nó làm nó cái kẻ nó hơi rộng á, cái mình đổ hồ vô nhiều, nó dày dặn dữ lắm, nhưng mà cho nên nó nặng dữ lắm. Thôi mình làm thôi nghe cái nha. Bây giờ mình có mình nên nè, cái chậu này thì nó nhẹ cho nên mình khiêng cái chậu này xuống trước, mình để cái chậu thông kia vô rồi mình mới vô chất chồng cho nó nha. Giờ để chậu không thì mình khiêng nổi chứ vô chắc chồng gọi là mình vô mình khiêng chằng ngay lắm cái nè. Cái chậu này mình lấy bài mình gà cho nó cặp thôi, dành gà cho nó chốc ra. Gỡ bớt cái lớp đáy mấy cái này. Thank you.
lớp ít ít rồi để nó không mất sức. Hai cái chậu lục giác nó khác nhau cho nên nó hơi cấn một tí, nhưng mà không sao, nhanh gọn không cả nhà. Đó, mình thay lên thấy nhanh gọn. Bây giờ mình kiếm cái miếng toan mình tấn thêm ở trên cho nó nghe cả nhà, tấn thêm ở trên cho nó một miếng nữa. Đây mình kiếm được cái miếng toan nè, hôm thợ nó làm trong xưởng nó tấn gì đó bên còn dư, cũng vừa cái bề cao đồ, vừa cái độ của mình làm luôn cả nhà, hay không bằng hên nữa. Vậy là ok nghe nè. Giờ mình quấn băng keo lại cho mình giữ cái miếng toan lại cho nó đừng có nhổm lên nhổm xuống nha, cho nên nó cố định lại đây luôn nha. Rồi mình thêm chất chồng cho nó vòng vòng cái miếng con này nữa là ok nha cả nhà. Tấn tôm gì sau này mình tưới nước nó cũng dễ tưới, không có bị ấy, không bị văng giá thể chất chồng ra ngoài. Cái chậu cũ này, chậu cũ này là mình tự làm cái đồ quay mình quay cái nè, cho nên nó mỏng mà nó chắc lắm nha. Trồng cây này 2-3 năm rồi đó, cái chậu cũng còn ok lắm. Rồi mình chỉnh sửa cho nó ngon lành lại thôi. Vậy là ok. Rồi video mình chia sẻ với cả nhà mình, cô chú anh chị em và các bạn xem cho vui cái video mà để mình thay cái chậu nhỏ sang qua chậu này để Tết mình chơi bông nha cả nhà. Xin tạm dừng ở đây nha. Cô chú anh chị em xem video của Bảo Vệ, vui lòng cho Bảo Vệ xin một like. Rồi ai chưa đăng ký kênh thì cho một cái xin một cái đăng ký nha cả nhà. Bảo Vệ cảm ơn cô chú anh chị em mình và các bạn rất nhiều. Xin tạm biệt nha.